Khai thị, chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 109: Người phàm không thấy được Phật Bồ Tát. Cái thế gian này của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Ở đất nước chúng ta, rất nhiều người học Phật đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà, Văn Thù Bồ Tát ở núi Ngũ Đài, Phổ Hiền Bồ Tát ở núi Nga Mi. Việc này nhiều người đều biết. Có mấy người được xem thấy? Người được xem thấy thì rất ít, chỉ có rất ít người có duyên phận đặc thù thì mới xem thấy. Người phàm thì không thấy được Phật Bồ Tát. Do nguyên nhân gì vậy? Vì không gian duy thứ khác nhau. Trừ khi được sự gia trì của Phật, hoặc là chính mình có công phu tu hành, có thể đột phá được không gian duy thứ, thì bạn mới có thể thấy được. Một thí dụ rất rõ ràng nhất, ngày Pháp Sư Pháp Chiếu, người thời nhà Đường, ông lạy núi Ngũ Đài, nhìn thấy được đạo tràng của Ngài Bồ Tát Văn Thù. Chùa Trúc Lâm Đại Thánh, cái truyền thuyết này có ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Ngài Pháp Sư Pháp Chiếu, ông nhìn thấy Ngài Văn Thù, Phổ Hiền đang giảng kinh thuyết pháp. Thính chúng có hơn 10,000 người. Ông đã được nghe một thời, ông còn hướng đến Đức Văn Thù thỉnh giáo. Chúng sinh thời kỳ mạt pháp, căn tánh hạ liệt, phải nên học pháp môn gì thì ổn định nhất? Ngài Văn Thù Bồ Tát liền khuyên ông niệm Phật, niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bồ Tát Văn Thù rất từ bi, còn làm ra thị phạm, niệm mấy câu cho Ngài Pháp Chiếu nghe. Ngài Pháp Chiếu liền học theo. Ngài Pháp Chiếu vốn dĩ là đại đức của Thiền Tông. Từ đó về sau, ông lại chuyên hoằng pháp môn tịnh niệm Phật, chuyên tu pháp môn niệm Phật. Về sau, Ngài trở thành tổ thứ tư của Tịnh Độ Tông. Ngài chuyên niệm âm điệu niệm Phật, chính là Ngài Bồ Tát Văn Thù đã truyền dạy cho Ngài, gọi là ngũ hội niệm Phật. Cho nên người lúc đó đều gọi Ngài là Pháp Sư Ngũ Hội. Ngũ hội niệm Phật là Ngài Bồ Tát Văn Thù truyền lại. Thế nhưng cái âm điệu này đã bị thất truyền. Chúng ta gần đây, cái niệm Phật ngũ hội đó là người gần đây nghe nói có ngũ hội, chính mình tự biên soạn ra một cái ngữ điệu để niệm. Cái âm điệu niệm Phật đó sợ rằng có vấn đề. Vì sao vậy? Nếu như âm điệu của Bồ Tát truyền lại, chúng ta vừa nghe qua thì phải là tâm địa được thanh lương tự tại. Còn cái âm điệu này vừa nghe qua thì giống như ca hát vậy. Bạn dùng phương pháp này để niệm, tâm của bạn không thể định lại, cho nên tuyệt đối không phải là của Ngài Pháp Sư Pháp Chiếu truyền lại, tuyệt đối không phải. Việc này chúng ta cần nên phải nhận biết cho rõ ràng. Thế nhưng hiện tại loại niệm Phật ngũ âm này đem ra biểu diễn thì rất thích hợp, tiếp dẫn sơ cơ, dùng để biểu diễn thì được. Dùng để tuyên dương Phật giáo, nếu chân thật dụng công, vậy thì cái âm điệu này có vấn đề. Loại âm điệu nào thì tốt? Loại âm điệu nào niệm được tâm thanh tịnh, niệm được tâm định lại, vậy thì phương pháp đó tốt. Đây là chúng ta chọn tiêu chuẩn của phương pháp niệm Phật. Ngài Pháp Chiếu cũng rất dụng tâm. Lúc từ biệt, trên đường đi có đánh dấu để ghi nhớ, hy vọng lần sau có thể gặp lại Bồ Tát Văn Thù. Khi làm dấu vẫn chưa xong, quay đầu nhìn lại là một mảng núi hoang. Cái đạo tràng đó không còn nữa. Cái duyên phận này chưa đủ sâu, về sau không còn gặp lại nữa.
Cũng giống như Tôn giả Ca Nặc Ca có ghi chép trong Tam Muội Thủy Sám ở Tứ Xuyên, đều là có duyên phận thì gặp được, không có duyên đến nơi đó thì chỉ thấy một mảng núi hoang mà thôi, chỉ thấy núi rừng hoang dã, đạo tràng của Bồ Tát hoặc A-la-hán. Không phải có duyên phận đặc thù thì bạn không thể thấy được A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.